hạn Rombovina là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại thế hệ mới. Sau nhiều năm không ngừng nỗ lực và phát triển, Rombovina đang ngày càng khẳng định được vị thế, uy tín của mình trên trường quốc tế. 안녕하십니까, Rombovina 이재도입니다. Rombovina는 2014년 1월 베트남 박민성 깨보공단에 법인을 설립하고 같은 해 7월 최초 출하를 하였습니다. 2016년 4월 제2공 장동을 증축하고 같은 해 5월 CNC 및 블루투스 양산을 시작하여 2014년 창사 이래 현재 3,200명 이상이 근무하고 있습니다. 앞으로 영국이라는 노사가 협력하여 더욱더 발전된 모습을 보이도록 하겠습니다. 화이팅! Sản phẩm chủ lực và cũng là thế mạnh của Rombovina là tai nghe điện thoại. Với quy trình sản xuất chuyên nghiệp, hiện đại và chặt chẽ, những chiếc tai nghe được chúng tôi chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất, đem lại những sản phẩm đẹp về mẫu mã, chuẩn về chất lượng. Được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa vào sản xuất. Mọi quy trình trong dây chuyền đều được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để không xảy ra bất kỳ sai sót nào, dù là nhỏ nhất. Rombovina đang đẩy mạnh cả về chất lượng và số lượng của hai sản phẩm mới được đưa vào sản xuất từ hơn một năm nay là tai nghe Bluetooth và máy CNC. Các máy móc trong dây chuyền sản xuất đều được công ty nhập khẩu 100%, đảm bảo tuân thủ đúng yêu cầu về chất lượng sản phẩm. Trong thời gian tới, hai sản phẩm này cũng sẽ trở thành những sản phẩm chủ lực của công ty. Cả sản phẩm đầu vào và đầu ra đều được chúng tôi kiểm định chất lượng thông qua một quy chuẩn nghiêm ngặt tại phòng thí nghiệm độ tin cậy nhằm đảm bảo đưa ra thị trường những sản phẩm hoàn hảo nhất. Chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng luôn là phương châm làm việc hàng đầu của công ty. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn cố gắng giảm thiểu tối đa lượng chất thải đưa ra ngoài môi trường, đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động và môi trường sống cho người dân xung quanh. We'll be right back.
bằng máy móc hiện đại, tối tân, nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao và đầy lòng nhiệt huyết. Yongbovina luôn tự hào là đơn vị đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn điện tử lớn trên thế giới như Samsung, Sony. Yongbovina, nơi tạo ra những sản phẩm hoàn hảo nhất.